Dũng, chẳng ngờ hậu quả của tăng huyết áp với ông lại là hở van động mạch chủ và suy tim độ 3. Những tưởng lá xanh rụng trước lá vàng, nhưng may mắn đã chạm tới ông, để đến bây giờ ông vẫn sống khỏe. Mỗi ngày đi bộ vài km mà chẳng phải lo khó thở, đau tức ngực hay mệt nữa. Tôi vào điều trị tại khoa A2A bệnh viện 108. Lý do: hở van động mạch chủ, suy tim độ 3, tăng huyết áp giai đoạn 2, siêu âm tim là hở van động mạch chủ, hở nặng van động mạch chủ, và EF là 33%. Kết quả này là được viện 108 kết luận ngày 23 tháng 5 năm 2011. Trước khi mà vào viện ấy, thì thỉnh thoảng nó cũng tức ngực, nó cũng khó thở, nhưng chưa đến mức bà phải ngồi dậy, vẫn cứ nằm bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng nó phải ngóc đầu dậy một tí hoặc kê cao đầu lên một tí. Nhưng rồi dần dần nó thấy nặng lên, nó tức ngực nhiều hơn, nó khó thở nhiều hơn, và nó đi lại mệt hơn, và đạp xe thì không đạp được. Thế tôi mới bảo nó là tôi cho cái xe đi cho hàng xóm, không để nhìn này, vừa mất chỗ để mà lại chả tích sự gì, không rút cái gì cả. Nhớ lại giai đoạn bệnh nặng cùng lúc đau tức ngực do hở van động mạch chủ với khó thở, mệt mỏi do suy tim, ông đã từng bật khóc vì cảm thấy bất lực trước bệnh tật. Tôi thấy nó mệt, ngồi thở cũng khó, mà nằm xuống thì càng khó thở, mà ngồi dậy thở mới được. Lúc ấy là nghĩ thôi, không biết còn sống được bao lâu nữa, mà nó cứ cái tình trạng nó xảy ra này, như nó cứ nặng như thế này thì không thở được, cái này chắc viết di chúc là vừa, bi quan như thế. Bởi vì là nếu như mà bố mà ra đi bây giờ thì các con khổ, mẹ tao còn chưa chết, mà tao mà lại chết trước thì nó cũng không hay lắm. Bởi vì là người mẹ không thể đi chôn con được. Tôi vừa nói tôi vừa khóc. Bản lĩnh của người lính đã giúp ông thoát khỏi phúc yếu mềm nhanh chóng, và ông hiểu rằng chỉ có hành động mới giúp mình thoát ra khỏi vòng xoáy bệnh tật. 2011, và đến khi mà tôi ra viện, tôi đi uống nước thì tôi thấy cái chú Hạnh, chú ấy cùng cơ quan, chú bảo em nhìn dai xấu lắm, xám lắm, nhất là cái môi sấm xám nó như bệnh tim, bảo là cũng có thể như thế, anh thử uống ít tâm khang xem. Bố em cũng uống ít tâm khang mà cũng chống đỡ được mấy tháng đấy, từ vài năm chứ mấy tháng thì thích sự gì. Thôi nhưng mà anh cứ uống xem thế nào, tôi tin. Và tôi uống theo cái đơn, theo cái hướng dẫn sử dụng, mỗi ngày 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, uống trước bữa ăn nửa tiếng hoặc sau bữa ăn một tiếng, uống nhiều nó quen, nhìn thấy thuốc là đã biết à, cái này là ít tiêm khang, thuộc bài rồi. Đến khi mà tôi uống một hộp, hai hộp, ba hộp, tôi thấy nó chưa thấy cải thiện gì mới. Đến hộp thứ tư thì tôi thấy nó cải thiện một ít, sang hộp thứ năm, uống hết hồi thứ năm thì nó hết tức ngực, nó hết thế là chống ngực và nó hết khó thở. À, tôi bảo à, sống rồi, anh chàng ích tâm khang này cứu mình rồi. Khi mà tôi sử dụng ích tâm khang mà tôi dùng hết hộp thứ tư sang hộp thứ năm thì tôi thấy như thế là trong người nó khác, nó chuyển biến nhiều lắm. Tôi bảo mấy con tôi là sống rồi, sướng lắm. Không biết là có phải là ích tâm khang là khắc tinh của bệnh động mạch vành không, có phải ở van động mạch chủ không, nhưng với bố thì nó là khắc tinh đấy, tức là nó cứu mình khỏi cái cơn như thế là tức ngực, khỏi cái cơn như thế là khó thở, và đi lên cầu thang bây giờ là có thể nói là tạm nói là bình thường, nhưng phải duy trì chứ không thể uống thế nó khỏi là thôi. Vừa rồi đi khám nó nói rằng là tim to nhưng động mạch chủ hẹp lại, hẹp 30%, tức là nó rộng đến khi từ khi nó hở nặng sau 7-8 năm thì bây giờ nó co lại và hẹp 30%. Tức là qua trong cái quá trình nó còn hỏi tôi rằng là anh có dùng cái thuốc gì không. Tôi bảo ngoài tương khang tôi không dùng cái gì. Giờ đây mỗi chiều ông đi bộ vài cây số, ông thấy mình may mắn và hạnh phúc
vì được hít thở như những người khỏe mạnh. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian, trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim.